không để tình trạng khoáng trắng cho công an trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Đó là phát biểu của quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống S, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, Ban chỉ đạo Võ Tấn Đức tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo vào chiều qua. Theo đánh giá, trong năm ngoái, Ban chỉ đạo đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm chỉ đạo kịp thời tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và văn bản của lãnh đạo các cấp. Với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, an ninh tại các địa bàn trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định. Tội phạm hình sự giảm mạnh, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội được đấu tranh quyết liệt, không để phát sinh phức tạp, không để tội phạm lộng hành, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững và ổn định trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Võ Tấn Đức đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, đồng thời cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Các ngành các cấp phải chủ động phối hợp với lực lượng công an để triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, huy động toàn lực lượng tham gia, không để xảy ra tình trạng khoáng trắng cho lực lượng công an. Đồng thời, trưởng ban chỉ đạo cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý thức trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện phong trào đổi mới về hình thức, biện pháp theo hướng xã hội hóa phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng địa bàn.